nhắc đến tình yêu thì có thể mọi người sẽ nghĩ đơn giản đó là tình cảm đôi lứa, nhưng mà tình yêu của em ở đây đó là một cái tình cảm cao hơn, đó là tình cảm gia đình, tình thương bạn bè, tình thầy cô. Quan trọng là hôm nay là lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trường, cho nên đến cái cuộc thi này với cái bài thi của em thì cũng thể hiện cái sự tri ân của mình đối với trường Display. Và ở đây của em là gần có một cái hoa hồng màu đỏ và những cái hoa hồng xung quanh, đó là em muốn là trường mình với các cơ sở chính và các cơ sở phụ ngày càng phát triển hơn nữa. Và ở đây là có những con bướm tượng trưng cho học viên với cái lời nhắn gửi của em, đó là hữu xạ tự nhiên hương. Thì em mong muốn là danh tiếng của trường Nextway cũng như cái sức lan tỏa của trường mình càng ngày càng lan rộng ra hơn nữa và được nhiều người biết đến hơn nữa. Thì em xin cảm ơn. Số 1. Dạ số 7 thì mừng với ý nghĩa 7 năm thành lập trường Nestle chúng ta. Cho bạn một tràng vỗ tay nữa quý vị. Và xin mời bạn Cảm, ta sẽ chấm điểm phần thi của bạn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chấm điểm phần thi của bạn thí sinh kế bên. Bạn thí sinh Dương Văn Phò, lớp viết quốc tế khóa 38. Dài quá, dài quá, dài quá. Em có kinh nghiệm là chẳng chỉ cái này bao nhiêu năm rồi, 7 tháng đầu tiên hai thí sinh chốt vào kho. Và chúng ta cùng đến với các thí sinh còn lại. Thí sinh đầu tiên, thí sinh Trung Quốc Lợi có phép quốc tế khóa 38. Và trước khi ta chấm phần thi này, chúng ta sẽ được em sẽ quý vị, chúng ta sẽ nhắn lại những phút cuối cùng nha. Chúng ta một phần rất đặc biệt, đó là phần trao giải cuộc thi Miss. Và đặc biệt đó là chúng ta cắt bánh kem và sử dụng bánh kem ngày hôm nay, bánh kem đặc biệt kỷ niệm 7 năm thành lập của trường dạy nghề được Nestle. Và xin mời về thí sinh Diêm Vân. À, xin lỗi, thí sinh Trung Quốc Lợi ạ. Dạ, hôm nay em cắt kỹ con thiên nga, tuy nó nhìn nó rất đơn giản nhưng mà nó mang ý nghĩa là cũng không phải đơn giản mấy. Là cái ý nghĩa đó là thiên nga cái là tượng trưng cho tình yêu. Hết rồi.